3022. Con hiểu không? 3022 plus 915 minus 600 plus 1123. And the answer is 4,460. Exactly. Great. Yeah. Làm ơn có con có cái mà muốn vô chỗ nào mà học hành né thầy Huy ra. Trời ơi, nó giết toán cộng mà nó xếp khó vậy nè. Xếp vậy. Bây giờ sẽ là tài năng cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị, chúng ta vừa đến một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu. Và hãy xem năm gợi ý của chương trình là gì. Xin mời. Đầu tiên, thần đồng tính toán, biểu diễn piano, hát opera, giải Rubik nhanh, lắp ráp robot. Bạn này á là cái bạn giỏi môn tự nhiên, tại vì cái gương mặt này là gương mặt đại diện cho sự mà tính toán. Những gương mặt này sẽ dùng não phải nhiều hơn não trái. Hay quá. Những người mà dùng não phải nhiều hơn não trái sẽ nghiêng về những môn ví dụ như tính toán, lắp ráp robot, giải Rubik. Bình à, quyết định của Bình đó chính là không, chưa quyết định, chưa giải quyết xong mà. Bây giờ nhá, bắt đầu ta phân tích dần này. Đầu tiên đó là lắp ráp robot. Rồi, sao vậy chị? Không cần lý do. Không sao cả, chỉ vì thích thôi, chỉ thích thì chuyển loại thôi. Giải Rubik nhanh. Loại dạ. Vì sao thế? Thích. Thần đồng tính toán à? Có lý nhờ. Loại. Vì loại. Sao thế? Cảm giác thôi. Cảm giác. Cái này là cảm giác rồi, qua cảm giác rồi. Từ từ. Vậy thì còn có mỗi piano thôi. Vâng. Xin mời đội của chị Mỹ Linh và anh Thanh Duy chọn quyết định cuối cùng của mình, đó chính là quyết định cuối cùng của đội chị là quyết định của Thanh Duy. Hả? Trời ơi, chị bán cái nữa hả chị? Em thiên về thần đồng tính toán á chị ạ. Ok, cái gì cũng được hết ý. Thần đồng tính toán, khán giả vỗ tay tiếp đi ạ. Mỗi lần là vỗ tay là biết chuẩn bị hình phạt đó. Tôi có cảm giác gì Thanh Duy mang dòng họ gia đình theo nhiều quá. Nói cái gì cứ... Từ từ. Nè, bây giờ nói, thấy không? Để cái gì nó ra cái đó. Tôi không chọn tính toán đó. Kỳ vậy? Tại vì gia đình nó vũ tay nhiều quá, ủng hộ nó đi. Đáp án cuối cùng là thôi Rubik đi ha. Đúng rồi. Mắc gì mình phải theo người ta? Mình không được đi theo lối một của người khác. Đúng. Một là huy hoàng, hai điêu tàn. Đúng rồi. Và bây giờ đáp án cuối cùng là Rubik. Hãy xem câu trả lời từ bé Thương Phước là gì. Chúng tôi xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với cuộc thi thần đồng tính toán. Hồi nãy nó theo rồi là dính rồi. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bé Minh. Xin mời. Lên đây. Trời ơi. Trời ơi. Công nhận có điều tra tôi hay sao? Biết hồi xưa tôi giỏi toán hay vậy trời. Thí sinh sẽ thi đấu với bé Minh. Xin mời bé Thiên Phước. Dễ thương quá chị ơi. Dễ thương quá. Đại hội làm nhục bắt đầu. Phước thân mến, con cho khán giả biết là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 7 tuổi. Bình ơi, nhá hài sơ sơ thôi. Đầu tiên sẽ là phép tính đơn giản nhất. 10 cộng 11 trừ 7 bằng bao nhiêu? Bình 14. Hay quá, Bình được 1 điểm. Phép tính đơn giản thứ hai. 18 trừ 12 cộng 25 trừ 11 bằng 20. 20. Trời ơi, được. Trời ơi, không ngờ. Giỏi à. Dễ nhường đó. Phép tính đơn giản hơn phép hồi nãy. 476 cộng 189 trừ 274 cộng 115 bằng nhiều số quá. Nhiều con 506.
Chính xác. Yeah. Bạn giỏi quá hà. Nó làm bằng cách nào vậy? Thanh Duy, cái đầu ơi. Đổi người không? À, không không. Thôi thôi. Tiếp theo. Dễ hơn. À, dễ hơn đi. Thôi. Nhiều số quá, nhức đầu quá. Số thôi. 1896 cộng cho 2054 trừ cho 1999 bằng ngàn mấy, nó lại 1996 hả? Nhiều con. 1951. Exactly. Trời ơi. Bạn giỏi quá à. Quý vị, cơ hội cuối cùng Bình ơi, hãy cố lên. Đại diện từng lớp, trán thấp. Rồi, ok. Thanh Duy ơi, lên đây luôn đi, chấp hai người. Trời đất ơi. Nhớ nhớ số giùm tôi thôi, tôi sẽ tính cho. Tôi bị quên số. Ghê không? À. Tính mà quên số luôn. 3590 trừ 1400 cộng 1380 trừ 1170 bằng 5030. Lên dĩa. Nhiều con? 2400. Chính xác. Bạn giỏi quá. Bây giờ chấp nè. Bây giờ cầm máy tính đi. Đây. Ban giám khảo đã đề dưới cho tâm phục khẩu phục nè. 985 cộng 1234 trừ 567 cộng 89 bằng 1741. Chính xác. Đọc sao mà tính chảy nước mũi hết trơn nè. Không phải, giống như là một cái quy trình máy móc á, đôi khi là khi mà xe bus chạy thì chúng ta sẽ nhả ra khói, xe lửa chạy thì sẽ nhả ra hơi nước, thì là em bé tính toán chạy não phải nhả ra nước mũi. Đó, đôi khi cuộc sống nó phải như vậy. Máy chạy quá mãi. Không phải. Đây không phải là một cái quy trình gì hết. Nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đó là hiện tượng bảo toàn năng lượng của Newton. Thưa quý vị, năng lượng sẽ không tự tan biến đi mà sẽ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Khi số vào thì nước mũi ra, vậy thôi. Đây, bây giờ anh sẽ ra đề số bằng tiếng Anh. Hay giỡn tiếng Anh. Here we go. 1, 2, 3, 4 plus 5, 6, 7 minus 98 plus 113 equal 1815. 1815 đúng không? No. 1816. 16. Một số hả? Sai một số. Có nghe theo kiểu mà 1, 2, 3, 4 số hay là con nghe theo kiểu 1000 này nọ? Dạ, 1000 này nọ. Đây nè, phải đọc theo 1000 nó mới nhớ. Ok. Here we go. 3022. Con hiểu không? 3022 plus 915 minus 600 plus 1123 and the answer is 4460. Exactly. Great. So vậy là lỗi là do Thành. No. Có nghĩa là chú nó chỉ nghe được theo cái kiểu là mình đọc đúng chính xác là con số gì đó, chứ nó không nghe 1 2 3 4, thì không nghe chữ số. Bộ óc thiên tài. Giỏi quá. Huy nghe 8 lần nhưng không biết con số là gì mà. Vấn đề là như nè, phải đọc đúng, chuẩn. Ngay cả chú Huy cái đề còn không hiểu mà. Chính xác. Mà con giải toán mà bằng English for today, oh my god. Quý vị thân mến, như vậy là bé vừa thể hiện một tài năng. Không những là tính toán nhẩm bằng tiếng Việt mà còn giỏi trình độ cao hơn tính bằng tiếng Anh. Kể sơ sơ về cái thành tích cho chú Thành với lại chú Duy đi. Nãy giờ hai người này phe nhiều quá rồi. Dạ, con được giải nhất toán Dubai. Dubai á? Đi Dubai thi á? Wow. Con. Cái giải đó là con phải thắng bao nhiêu bạn? Dạ, 100 mấy bạn. Dạ, 100 mấy bạn. Cuộc thi đó có bạn nào đến từ Trung Quốc không? Dạ có. Thắng Trung Quốc rồi. Có bạn nào đến từ
Nhật Bản không? Dạ có. Thắng Nhật Bản rồi. Bình ơi, nó nghe nè. Cháu nó dạy nhất á, có cần phải dịch không cưng? Dạy nhất, dạy nhất. Bây giờ hai đội, chú Trấn Thành, bé Bình hay là bé Duy và cô Mỹ Linh. Con thấy không? Hai chú là chịu nè, học. Một chú nè là thông minh. Yeah. Chịu học. Còn một chú I know English for today. I can ready. Con ơi, chú Duy hồi xưa cũng là thầy giáo dạy tiếng Anh đó, cho nên là chắc chắn tiếng Anh của chú sẽ là sư phạm hơn. Chú Thành thấy con dỗ, chú Thành không dám nói gì nữa. Rụt rè trước con. Cô chọn đội nào con? Dạ con chọn đội chú Trấn Thành với lại chú Trịnh Hùng. Quý vị thương con hãy bình chọn cho con. Quý vị thương con hãy bình chọn cho con. Con tên gì nói luôn? Con tên là Phạm Viết Thiên Phước. Yeah. Bây giờ sẽ là tài năng nhí thứ hai. Xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi đoạn clip sau đây. Võ thuật và hãy xem một trong năm tài năng mà chúng tôi đưa ra có võ thuật hay không. Xin mời. Tính toán nhanh, chạy nhanh, biểu diễn võ taekwondo, bơi lội và đá cầu. Sau khi mà bị lừa một cú ngoạn mục ở bé đầu tiên rồi thì cái bé này mình đơn giản thôi anh hả? Thấy bận đồ giỏ là mình cứ nghĩ là biểu diễn giỏ đi anh. Đúng rồi. Không lẽ hồi nãy mình bị dụ cái vụ ba lê. Giống lẽ nữa ta. Sau rồi cái tự nhiên cái giờ cái mình nhót, cái mình đẩy vô giỏ, cái mình trúng kế người ta nữa. Bởi vì đâu có dễ dàng vậy được đúng không? Không biết Thành nghĩ sao nhưng mà lại nhìn cái gương mặt của bé này rất là thông minh. Đúng. Liên nghĩ bé này là thuộc lại tính toán nhanh à. Đúng. Cái gương mặt này á là cái dạng gương mặt của các cháu mà nó thuộc về, nó giỏi mấy cái môn mà tự nhiên hơn là xã hội. Thành thử ra là... Khoan, MC chưa hiểu cái câu đó đó. Thì xưa nó học nó đâu có biết gì đâu. Em hiểu mà chị. Tự nhiên là những cái môn học nó đến tự nhiên. Còn xã hội những môn học ngoài xã hội. Tại vì bây giờ nè, cái dòng giỏ là người ta dụ mình. Giống như bé kia vậy đó. Tức là những cái quay là đều thuộc sở trường. Nhưng mà quan trọng là trong bé có nhiều khả năng. Là cái khả nhất. Năng đặc biệt nhất thôi đó. Thì hồi nãy chắc là cũng có học qua võ rồi đó. Nhưng mà nhiều khi chắc là cái đai nó đai lợt thôi. Cái này cỡ đồ xanh lơ thôi. Và quyết định cuối cùng của đội anh chị là Tính toán nhanh. Tính toán nhanh. Bên chị Thu Trang biểu diễn võ. Biểu diễn võ thuật taekwondo. Hãy xem bé sở hữu tài năng nào. Bây giờ mời con cung cấp đạo cụ cho bốn vận động viên phía trên đi con. Rồi cảm ơn con. Chấp. Sao con tôi nó sang chảnh vậy trời? Chấp. Trời ơi cho của. Trời ơi cho của chấp mà đưa con. Thiệt luôn bà Ly ơi. Thiệt luôn nè, để tính nè. Trời đất ơi. Chú sinh năm 1988 thì năm nay chú bao nhiêu tuổi? Năm nay chú 28 tuổi. Rồi. Cái gì vậy? Bây giờ còn phải trừ nữa. Đi ra rồi. Tụi số lẻ gì? Bây giờ chú Trấn Thành sinh năm 1921. Hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi? Chú nói xạo con à. Chú Trấn Thành năm nay 95 tuổi thì có mà chống gậy từ lâu rồi. 95 thiệt. Bây giờ là đề bài đơn giản. 8 cộng 9
trừ cho 10 cộng cho 2 cộng cho 3 bằng mấy? 12. 12. 12. Ông Huy ông bao máy tính. Mà sao 12? Ông bao thì sao cái là có 9. Tại sao vậy? Cái gì vậy? Ông bao máy tính mà ông tính không lại nhỉ? Thôi cái máy này bị hư rồi. Mình nâng cấp một cái level cao hơn, một cấp độ cao hơn nè. Chú không giết ra luôn nha con. Ngồi kế nấu mới được. 1792 trừ cho 841 bằng bao nhiêu? 951. Yeah. Ok, này mới khó nè. Ê, chú để ý, mỗi lần Quy đọc một số, bé nó có nè, cái cách tính nó ghê lắm. Là nó ra một con số, xong cái nó phẩy ra, quất cái là dính. Phẩy ra, quất cái dính, đó, vừa xong cái kia, đọc đáp án liền. Làm như bàn tay nó có cái gì vậy trời? Bàn tay của con chưa cắt móng. Khoan, bây giờ cho cái con số này khó nha, thử nha. 2567 mà cộng cho 819 là ra bao nhiêu? 3386. Đúng. Không thể tưởng tượng được. Vỗ tay. Xuất sắc. Em trọng chưa ra luôn á thiệt chứ. Chú nhớ quá giỏi. Mà quan trọng với sự lừa lọc khủng khiếp của chú Huy. Ai mà nghĩ tấn công được gì vậy đó. Chú hỏi không? Thôi nè. Nè. Các cha các mẹ. Nè. Làm ơn có con có cái mà muốn vô chỗ nào mà học hành né thầy Quy ra. Trời ơi, nó giết toán cộng mà nó xếp số vậy nè. Xếp gì vậy? Mình ông ra luôn thiệt chứ. Em tính ra chị mới sợ đó Quy. Bây giờ là số chục ngàn nè. Mà hai chữ số chục ngàn cộng vô mới giữ nè. Đó. 12.973 cộng cho 19.437 bằng 32.410. Đưa đây, đi ra đi, đi ra đi. Trời ơi, cho để luôn hả? Để tao phải ra đi. Để em cộng, để em cộng, để em cộng. Bây giờ chú Thành sẽ ra đề cho con. 81.597 cộng cho 19.738. Đó, số gì mới khó. 13.335. Thôi, không còn nói gì được nữa rồi. Con trai tôi quá siêu phàm, vỗ tay. Giờ chúng ta sẽ đến phần gì? Đó là phần thuyết phục bé về đội của mình và kêu gọi bình chọn cho bé. Không, riêng phần này tôi phải dùng từ là phần chiêu mộ nhân tài. Cười tít mắt luôn kìa. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi thì làm sao mà con học được cái chữ số mà nó nhiều như thế? Con học ở đâu ra? Con học ở trường. Ở trường thôi à? Nhưng mà các cô chỉ dạy con phép nhỏ, còn con tự học phép lớn. Là trong cái trường đó là bạn nào cũng tính nhanh như con hả? Hay là con là người đặc biệt? Con tính nhanh nhất. Con tính nhanh nhất. À, anh John Huy Trần, nãy giờ với những con số tính toán của anh sai, nó cũng tương đồng với em. Sai nó đều không ra được đáp án. Thì đây là thời khắc em sẽ nhường cho anh trước để kêu gọi bé về phía mình. Con vẫn học tiếng Anh đúng không? How are you? I'm fine, thank you. Thì như vậy nè, chú Huy sẽ giúp con với tiếng Anh và con có thể giúp. Ok, I speak English. Bên kia là sổ tiếng Anh nhưng mà sổ liền. Và con sẽ giúp chú Huy với toán, tại chú Huy rất là kém. Hồi nãy chú Huy bấm sai tùm lum, chú Huy không hiểu. Con trai ơi, à con có thích xem hài kịch không? Không ạ. Thôi tư, xin phép hậu trường chút. Cái này. Trời ơi, cái miếng kèo bự quá. Thành ơi, tội nghiệp quá, hai đứa mình. Cô Ly còn khả năng. Ngoài cái thích tính toán ra còn thích cái gì nữa không?
Con thích đánh cờ. Con ơi, chồng cô Cẩm Ly quýnh cờ giỏi lắm. Chồng cô Cẩm Ly là vua cờ tướng, là kiện tướng cờ vua. À, ba để hỏi con là con chơi cờ gì? Con chơi cả cờ vua lẫn cờ tướng. Thấy chưa? Cờ tướng luôn. Mà quan trọng là cô Thu Trang với lại chú John Richard bên kia là chỉ chơi cờ cá ngựa, cờ tỷ phú thôi. Vậy là không vô cái môn của con rồi đúng không? Thật ra là bây giờ con trai nghĩ xem con có nên về với chú Thành không? Đây là thời khắc quyết định của con. Về với đội nào? Tên 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 tên. Trời ơi, nó suy nghĩ. Đói ảnh kìa, có ảnh kìa. Trời ơi, ảnh dễ thương quá. Dạ thưa chư vị đồng đạo anh em, nếu như mà cảm thấy là con trai em nó giỏi quá, hãy bình chọn cho thần đồng toán học của chúng ta.